Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Du học và xuất khẩu lao động. Ngày hôm nay thầy Dũng Sakura sẽ trả lời có một câu hỏi cho một số bạn học sinh tại Việt Nam. Hôm trước có hỏi thầy Dũng mà thầy Dũng sẽ trả lời. Bởi vì năm nay là một cái năm mà có nhiều biến động, đặc biệt là Covid đặc ở bên Nhật cũng như tại Việt Nam. Chính vì vậy thầy Dũng trả lời câu hỏi là muộn hơn. Khi dịch nó ổn định thì chúng ta sẽ bắt đầu trả lời về làm việc này. Vậy có nên đi du học Nhật Bản hay không? Thì câu hỏi này Dũng sẽ dựa trên cái nguồn tham khảo, một tham chiếu rất lớn của tất cả các bạn hơn 20.000 bạn du học sinh hoặc 73.000 bạn học sinh đang học tập tại Nhật Bản, cũng như hơn 1.000 bạn học sinh mà Dũng đã đưa sang bên Nhật Bản để chúng ta tạo ra một cái tham chiếu. Bạn có nên đi hay không thì cái đó tùy thuộc trả lời và chính bạn trả lời, chứ không phải là gì ạ. Ngày hôm nay thì kênh Du học xuất khẩu lao động mà thầy Dũng Sakura chỉ gửi cho bên bạn đến một cái bản tham chiếu để chúng ta có những quyết định chính xác. Tính đến tổng dư lượng học sinh hiện tại các trường tiếng, trường nghề và trường đại học tại Nhật Bản thì thời điểm tháng 1 năm 2019, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai với 73.000 du học sinh đang học tập tại Nhật Bản. Nguyên nhân thì thật dễ hiểu bởi mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển, đòi hỏi sự cung cấp một nguồn nhân lực thông hiểu ngoại ngữ lớn, tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam có nhu cầu mở mang kiến thức và học hỏi văn hóa nước bạn. Vậy nhưng đến du học Nhật Bản được gì và mất gì có lẽ là câu hỏi nhiều người, và kể cả bạn có định sang Nhật hoặc là đang ở bên Nhật cũng đã từng đặt ra. Ngày hôm nay thì thầy Dũng Sakura xin mời các bạn, các cộng sự phân tích thêm dữ liệu lượng con đường Nhật Bản có phải là con đường tốt nhất mà các bạn lựa chọn hay không. Các lợi ích mà du học Nhật Bản sẽ mang lại như sau. Một là bạn sẽ cải thiện kỹ năng về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật. Khi sinh sống tại Nhật, mọi hoạt động trong cuộc sống hay học tập và giao tiếp chúng ta đều cần tiếng Nhật. Nếu bạn chịu khó giao tiếp và học hỏi kỹ năng thì ngoại ngữ của các bạn, mà chủ yếu đây là tiếng Nhật, sẽ tốt đến rất nhiều. Kỹ năng này rất khó đạt được tại Việt Nam vì thiếu môi trường để giao tiếp hàng ngày. Các bạn lưu ý này, một cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Nhật tại Việt Nam thì không nổi bằng N3. Tại sao lại là như vậy? Bởi vì các bạn không có môi trường giao tiếp. Nhưng bạn chỉ cần một năm bên Nhật thì việc thi lại N3 đi ạ, thi tiếng Nhật N3 ở bên Nhật là không khó. Hàng ngày đều phải đi nhắc lại cái thứ ngôn ngữ ấy thì việc tiến bộ có lẽ rằng không có gì là khó khăn cả. Nhưng từ khoảng 1 đến 2 năm học tiếng Nhật, ngay tại nước Nhật chắc chắn kỹ năng tiếng của bạn sẽ hơn hẳn những bạn chỉ học tiếng Nhật tại Việt Nam, và đặc biệt nói tiếng Nhật sẽ chuẩn và hay hơn nữa. Các bạn có thể thấy có rất nhiều tấm gương đàn anh, đàn chị đang du học bên Nhật hoặc đã có thể trở về Việt Nam nói tiếng Nhật hệt như người bản xứ, đó là do nỗ lực của bản thân và một phần đó là môi trường để học tập và thực hành. Dũng có rất nhiều người em đang làm trong hệ thống du học và xuất khẩu lao động của Dũng đều nói tiếng Nhật một cách rất chuẩn theo bản ngữ. Thông thạo ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và mở cửa hiện nay sẽ mở cửa cho bạn nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và nghề nghiệp. Đặc biệt, bất kể là Nhật hay Việt Nam thì hai từ thất nghiệp sẽ chẳng bao giờ đến với bạn, vì các cơ hội việc làm liên quan đến tiếng Nhật tại Việt Nam đang rất rộng mở, vì luôn ở trong tình trạng là tìm kiếm nhân sự hiếm. Bởi vì những bạn mà giỏi tiếng Nhật thì rất ít khi về Việt Nam, trừ trường hợp bạn về Việt Nam để lập nghiệp thành một thành ông chủ, tức là thành giám đốc. Nâng cao kỹ năng và trải nghiệm cho bản thân. Nhật Bản là đất nước có khoa học kỹ thuật phát triển hàng đầu thế giới. Ngay cả việc sử dụng thành thạo những máy móc và thiết bị trong cuộc sống hàng ngày đã khiến bạn trở thành một người sành sỏi với lĩnh vực công nghệ. Nếu như bạn còn là du học sinh của chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ tại đây nữa thì đúng là một cơ hội tuyệt vời mà không thể bỏ qua. Kiến thức bạn có thể có được khi đi du học sẽ giúp bạn nhiều hơn ở tương lai, nhưng kiến thức vẫn là chưa đủ mà cần phải học được những kỹ năng. Kỹ năng nghề nghiệp vững vàng là điều mà các công ty cần ở một người tốt nghiệp đại học có thể làm được những điều như xử lý tình huống, giải quyết các sự cố cho công việc được giao. Nếu chọn đi du học, bạn có nhiều cơ hội để không chỉ học mà còn thực hành, được thực tế trải nghiệm những kỹ năng cần thiết. Thứ ba, giúp hình thành tính tự lập, sống có trách nhiệm hơn với bản thân. Lựa chọn sang Nhật du học và sống một cuộc sống tự lập khi bạn còn rất trẻ là khi bạn tự lo cho bản thân từ A đến Z, không còn được bố mẹ chu cấp tiền, lo lắng cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ nữa. Các bạn sẽ phải vừa đi học, vừa đi làm thêm và tự lo cho tất cả cuộc sống sinh hoạt của bản thân. Đã có rất nhiều bạn du học sinh chia sẻ, lúc đầu quả thật đối với du học sinh nào cũng vất vả, nhưng vượt qua được thời gian đầu và quen dần với cuộc sống ở đất nước mới thì sẽ giúp bạn trưởng thành thêm rất nhiều. Du học sinh sẽ có trải nghiệm khác nhau, sẽ rút ra được nhiều bài học cũng như kỷ niệm khó quên. Hãy học cách sống tự lập và phát triển bản thân mà không có gia đình, người thân bên cạnh. Sẽ không dễ dàng, nhưng cần kiên nhẫn và kiên trì và nỗ lực,
Tôi tin chắc rằng khi hành trình tại Nhật kết thúc, bạn sẽ không hề thấy nuối tiếc và vô cùng tự hào về bản thân của mình. Thứ tư, giúp cho bạn rèn được thái độ, luyện luyện thái độ học tập và tác phong làm việc. Rất nhiều du học sinh trước khi sang Nhật thì luôn luôn có thái độ chưa nghiêm túc, mất trật tự trong giờ. Nhưng khi sang Nhật du học một thời gian, các bạn dần dần trở thành những con người chín chắn, giao tiếp rất lịch sự, có chừng mực, được mọi người xung quanh yêu quý. Ở Nhật không có khái niệm muộn 1 phút hay muộn 5 phút. Muộn là muộn và không phân biệt muộn bao lâu, mà bắt buộc bạn phải vận hành ý thức theo điều đó để ngay từ đầu luôn luôn nhớ người Nhật cực kỳ tuân thủ giờ giấc và lời hứa. Thứ năm, được sống trong môi trường đa văn hóa. Khi học tập và vui chơi cùng với nhiều sinh viên quốc tế thì bạn có cơ hội biết thêm nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như tạo được những mối quan hệ, mối liên hệ khác nhau để sau này tạo dựng trong sự nghiệp và công việc. Và đây là cơ hội để bạn trải nghiệm một vùng đất mới ở Nhật Bản qua những chuyến du lịch và những trải nghiệm cùng bạn bè. Mỗi một nơi sẽ có một bản sắc văn hóa riêng và thú vị khi bạn được tận mắt chứng kiến, được tham gia vào các hoạt động thực tế hơn chỉ là nghe nhìn qua truyền hình. Văn hóa trải nghiệm là văn hóa hoạt động tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người. Được đi, được học thì tâm nhìn của bạn không còn gói gọn trong một không gian chật hẹp nữa. Đi một ngày đàng, học một giảng khôn là vậy. Nhìn một vấn đề, một sự kiện trong cái nhìn đa chiều vẫn tốt hơn là trong một không gian chật hẹp. Thứ sáu, sở hữu bằng cấp có giá trị, nâng cao cơ hội việc làm. Việc du học Nhật Bản bằng nỗ lực của bản thân sẽ giúp cho bạn sở hữu bằng cấp thật có giá trị. Và nó được đánh giá rất cao bởi các công ty Nhật như đã đề cập ở phần trên. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn cho tương lai với nhiều ngành nghề khác nhau, hoặc làm việc ở Nhật hoặc quay về Việt Nam. Nhưng tin tôi đi, tất cả với những lựa chọn nào ở hành trang Nhật thì vẫn vốn giúp cho bạn rất nhiều cái quý giá. Tuy nhiên, vẫn bất cứ vấn đề gì phải đều có mặt trái của nó. Bên cạnh có thể nhận được thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để tạm mất đi một số thứ nếu bạn lựa chọn con đường du học Nhật Bản. Vậy, theo tôi, bạn sẽ mất đi những thứ gì? Thứ nhất, đó là tuổi trẻ. Thanh xuân là lứa tuổi đẹp đẽ nhất, nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Vậy mà khoảng thời gian đấy, bạn lại đang bươn trải và trải nghiệm những thử thách đầy chông gai ở một đất nước khác. Bạn không biết tới những buổi hẹn hò hay tụ tập cùng bạn bè ở Việt Nam. Nhưng vượt qua tất cả, bạn sẽ nhận ra mình trưởng thành và chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa biết nhường nào. Bởi vì thanh xuân nó có giới hạn, tức là tuổi trẻ của bạn còn rất ngắn. Nếu chúng ta biết sống một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống thú vị, thì khi đó các bạn sẽ trưởng thành hơn và các bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn những bạn bè cùng trang lứa của mình rất nhiều. Cái thứ hai, cảm giác cô đơn khi rời xa gia đình. Du học đồng nghĩa với việc xa nhà, xa gia đình, là tự mình làm tất cả mọi việc một mình. Những khi trái gió trở trời, những khi ốm đau, mệt mỏi, những khi vấp ngã cần gia đình ở bên để xin lời khuyên, thì ngoài bản thân mình ra không có ai thể giúp đỡ hoặc chăm sóc bạn. Dù có khó khăn tới đâu thì bạn cũng sẽ phải là người đứng ra giải quyết. Quả thực là một cảm giác nhớ nhà vô cùng. Đôi lúc vượt xa cả cô đơn, đó là cảm giác cô độc, muốn khóc và chạy ngay về bên gia đình để được cha, được mẹ, được người thân, bộ vẻ an ủi, động viên để thoát khỏi cảm xúc hiện tại. Tuy nhiên, mỗi khi rơi vào tâm trạng ấy, phải bình tĩnh, nghĩ vì sao bạn lại sang Nhật, bạn đã vất vả thế nào để được sang Nhật. Sang đây, bạn mang theo những hy vọng, những mong mỏi gì của gia đình. Tôi tin rằng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bình tĩnh suy xét lại, bạn sẽ cần biết phải làm gì tiếp theo và bạn sẽ nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần cho những nghiệm sau lần suy nghĩ như vậy. Tiếp theo là bản sắc văn hóa sẽ dần dần bị mai một. Việc tiếp thu một nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới, thích ứng với một cuộc sống mới trong thời gian đôi dài đôi khi có thể khiến bạn không thể cập nhật được những xu hướng mới nhất trong nước, và các bản sắc văn hóa thành trong bạn cũng bắt đầu dần dần mai một. Nhưng trên tất cả, tôi tin rằng Nhật Bản sẽ giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ, ý chí trưởng thành hơn và dám đương đầu với mọi thử thách. Tổng kết, đây chỉ là những cái được và cái mất trong quá trình du học Nhật Bản. Ngoài ra còn rất nhiều điều mà tôi tin rằng bạn có thể tự trải nghiệm, tự khám phá ra nhiều điều hơn nữa trong quá trình du học của mình. Nếu bạn đang băn khoăn việc lựa chọn giữa đại học ở Việt Nam hay đi du học Nhật hoặc một nước nào khác, tôi cần khuyên một lời cân nhắc các bạn là có thể cân nhắc việc du học, bởi vì đó là vừa là thách thức với thế hệ trẻ, cũng là vừa cơ hội mở ra đối với thế hệ trẻ các bạn, thế hệ Gen X, đúng không ạ? Đó, hãy đầu tư cho ước mơ du học một cách nghiêm túc nhất, và tôi cam đoan rằng đây là con đường sẽ dẫn tới bạn một tương lai rộng mở hơn. Các bạn có ý kiến gì khác hoặc là có một con đường nào khác, chúng ta có thể chia sẻ ngay tại comment ở video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và thầy Dũng Sakura cảm ơn tất cả những nguồn tham khảo, những nguồn tham khảo trực tiếp, những nguồn tham khảo sống bên Nhật Bản đã cho Dũng con đường để chúng ta làm cái video này hay hơn và chi tiết hơn, chính xác hơn.
để chúng ta có những tiêu chí để chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Du học là một con đường vất vả nhưng thành công sẽ lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.